Đó, đó, đúng rồi đó. Xin chào các bạn. Cá la ôm chùm. Ra mất rồi à? Ủa mẹ, con mẹ to quá. Cá mẹ to quá hả? Con này phải đến 4-5 ký à? Lên. Ủa hai mẹ to quá. Cá to này, cam này. Cá to lắm. Này cá to lắm này. Hai cá to này. Hai cá to lắm. Kia kìa, đó chỗ chú Hà kìa. Này kia là chỗ ông bắt kìa. Không, nó rớt mất. Không, lại rơi mất. Bố, còn cá nhỏ lắm. Hỏi lại nhỏ tin lên. Được không? Ba con được chục ký không? Ôi giời ơi, như này. Ăn trước con. Ủa, con mè to quá ha. Đấy, to. Con này phải 4-5 cân à? Con này 5 cân. Này. Hai con khoảng tầm 11 cân. Hai con, ba con. Để mấy con mè đấy không? Mới được hai con mè này. Mè không luôn. Con chấm nó nhảy ăn lắm. Thôi ông mang cá rồi, đi lên đi, mấy đứa đi lên luôn đi với ông đi. Khánh. Hết rồi, hết cá, hết bắt rồi, hết bắt cá rồi.
Ô, đi lên đi, ông mang cá lên được à? Ông mang cá lên, đi lên đi. Ông mang cá lên đi, chạy lên trên trên xem cá trên nhà đi đi. Đi đi, đi chạy đi lên đi, dẫn em lên đi Khánh. Ôi đừng có đạp linh tinh con, đạp đạp ở đây nó rớt đấy, nó rớt. Đi. Thì có mai đấy. Thôi đi lên đi, đi lên đi, xem cá trên bên trên đấy. Rồi bây giờ không bắt cá nữa rồi, lên. Bắt cá xong rồi đấy. Kinh. Một chậu cá luôn. Bốc lên coi. Tay con đang như thế này không bốc. Đứa nào giỏi bốc ra, Thảo Nhi bốc lên coi. Bốc vào cá cho bố quay. Hả? Đứa nào bốc cá này. Bốc đi rửa coi. Kẻ tí nữa rửa bốc con cá to á. Con này hả? Cả hai con. Bốc thử ơi. Bốc thử ơi. Con bốc con cá mè này, con thử con vác thêm được con cá mè to nó. Không sao đâu. Được, bóp lấy cái đầu nó. Đó, thử bắt được không? Nó cầm cái đầu á. Đó, đúng rồi. Bê mạnh đứng lên coi. Thì thế thử được bóp không? Đó, đâu nào đâu. Nó bỏ đồng hồ ra. Nó bóp con cá mẹ qua chấm coi. Ba cá mè này chắc phải phải gần 15 cân à? Phải đến 15 cân không? Có chứ. Con này là nặng kiểu. Nó bốc con này. Thì bốc con này đi rồi đi. Bốc cái cầm hai cái đồ mang á. Đó, cầm thử coi. To thế. Hai tay vào. Đây. Đó. Đứng cái thẳng này. Con này to bây giờ. To. Đứng xem bằng nửa người con. Đó, bốc con cá mè lên coi nào. Đó cầm hai cái mang đó. Vô áo con rồi. Cho nó nghịch cho nó sướng, cho nó cho hồi giờ nó ước ao nó chưa được bắt cá, cho nó bắt cá cho nó sướng. bóp chặt vào. Ma nhớ tay. Tí nữa rửa. Bóp chặt hai cái bên cái mang đó. hai bên con bóp chặt vào thì nó không lắc, mỗi bên cầm hai bên. to khiếp ghê à. Ủa.
cầm này. Bốc vô coi, bốc vô coi. Nó nặng lắm. Úi giời ơi. Tốt rồi. Bốc nó lên, con bốc nó lên. Bốc cái đầu á, cầm hai bên mang đó. Con bốc chặt vào. Bốc chấm đi, bốc con chấm nhìn nó thích hơn. Đứa nào vậy? Cái mang nó ở đâu cũng như. Không dám. Đứa này nó trơn lắm. Bốc cái mang đó, 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 đó. Bốc chặt, bốc chặt, bốc chặt, bốc chặt. Đó, đó, đó. Đứng lên coi, bốc đứng lên, đứng sách đứng lên. Ôi, bác cũng sợ lắm. Bé, bé kéo ra ngoài chơi giùm bác tí. Sợ nó nhảy. Chưa bẩn tay.